Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tăng thay lợi nha các bạn. Thì hôm nay lại trả lời một thắc mắc của bạn Hoàng Lê. Bạn hỏi rằng 10890 chia cho 10 18, thì các bạn chuyển về cái phép chia cơ bản, đó là 10890 chia cho 10 18, thì đây là số 1 2 3 4 5 chữ số chia cho số có 2 chữ số. Thì số này người ta gọi là số bị chia, đây gọi là số chia, và kết quả được viết ở đây người ta gọi là thương, và cái số cuối cùng ở đây người ta gọi là số dư. Nếu ra không người ta gọi là phép chia hết, còn nếu nó lớn hơn không và nhỏ hơn số chia, là nhỏ hơn 18, thì người ta gọi là phép chia có dư nha các bạn. Thì để chia cho chính xác, các bạn phải giỏi phép nhân và phép trừ giúp lợi. Rồi bắt đầu nha các bạn. 1 nè, chia cho 18 không được, lấy 10. Chia cho 18 không được, lấy 108 chia cho 18. Thì các bạn nhẩm bảng của chương 18. 18 x 1 ra 18. 18 x 2 ra 36. 18 x 3 ra 50. 18 x 4 ra 72. 18 x 5 ra 90. 18 x 6 ra 108. Và các bạn để ý hàng này nó bằng 108 luôn mà, thì các bạn dừng lại. Vậy các bạn viết cái số 6 nè vào phần thương nè, và các bạn lấy cái số này, đó là 108 trừ đi cái số này 108. 108 trừ 108 được không? Các bạn ghi không vào đây. Tiếp tục hạ chứng số. 9 chia 18 không được, các bạn hạ thêm một số nữa, thì các bạn thêm số 0. Được chưa? Nếu vẫn chưa chia được, các bạn hạ thêm một số nữa, các bạn tiếp tục thêm số 0. Và các bạn tiếp tục như vậy, các bạn bảng của chương 18. Thì 18 x 1 18, 18 x 2 ra 36, 18 x 3 ra 54, 18 x 4 72, 18 x 5 ra 90. Vậy 5 các bạn viết vào phần thương, 90 các bạn viết vào bên số bị chia, và lấy trên trừ dưới, 0 trừ 0 ra 0, 9 trừ 9 ra 0. Tới đây các bạn hết cái để hạ rồi nè, thì đây gọi là số dư. Mà dư không người ta gọi là phép chia hết, được chưa ạ? Vậy 10890 chia cho 18 ra 605, dư không, hay người ta gọi là phép chia hết. Ok chưa ạ? Rồi bài tập các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.